Bộ Ngoại giao Singapore lên tiếng sau phát biểu của Thủ tướng Lý Hiển Long về Việt Nam và Campuchia. Singapore đánh giá cao mối quan hệ với Campuchia và Việt Nam. Bất chấp những khác biệt trong quá khứ, chúng tôi vẫn luôn đối xử với nhau bằng sự tôn trọng và tình hữu nghị. Các mối quan hệ song phương đã phát triển trên nhiều lĩnh vực và chúng tôi đã hợp tác cùng các quốc gia Đông Nam Á khác để xây dựng một ASEAN gắn kết và thống nhất. Thông báo của Bộ Ngoại giao Singapore ngày 7 tháng 6 cho biết. Thông báo của Bộ Ngoại giao Singapore đề cập tới bối cảnh xảy ra sự việc, đó là bức thư chia buồn của Thủ tướng Lý Hiển Long gửi người đồng cấp Thái Lan về sự ra đi của cựu Thủ tướng Thái Lan Prem Tin Lơ và bài phát biểu của nhà lãnh đạo Singapore tại đối thoại xanh Villa 2019 vừa qua. Singapore không cảm thông với Khmer Đỏ và cũng không muốn thấy Khmer Đỏ quay trở lại Campuchia. Vào năm 1988, ASEAN đã bảo trợ nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lên án Khmer Đỏ để đảm bảo rằng khmer đỏ sẽ không tham gia bất kỳ chính phủ nào tại campuchia sau này singapore và asean đã tích cực hỗ trợ nhân đạo cho nhân dân campuchia bộ ngoại giao singapore nêu rõ trong thông báo theo thông báo của bộ ngoại giao singapore thủ tướng lý hiển long đã nhắc lại giai đoạn lịch sử để giải thích làm thế nào mà khả năng lãnh đạo và tầm nhìn có thể góp phần chấm dứt các cuộc chiến bi thương vốn gây đau khổ cho người dân đông dương đồng thời mang lại hòa bình hợp tác cho khu vực như ngày nay thủ tướng muốn nhấn mạnh rằng sự ổn định và thịnh vượng trong khu vực cũng như sự đoàn kết của asean không phải nghiễm nhiên mà có nhưng bất ổn về địa chính trị hiện tại càng khiến asean phải duy trì sự đoàn kết thống nhất và tăng cường sự hợp tác của chúng ta thông báo cho biết bộ ngoại giao singapore nói rằng mặc dù việt nam và singapore có quan điểm khác nhau về lịch sử song các nhà lãnh đạo của chúng ta đã chọn cách gạt sang một bên những bất đồng để thúc đẩy một mối quan hệ đối tác gần gũi cả về song phương và trong asean Tương tự như vậy, Singapore cũng nỗ lực để thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp với Campuchia sau cuộc bầu cử được quốc tế giám sát chặt chẽ, để bầu ra một chính phủ mới của Campuchia và đưa họ vào khuôn khổ của ASEAN ngay sau khi họ sẵn sàng. Việc hiểu về quá khứ cho phép chúng ta trân trọng và đánh giá đầy đủ mối quan hệ tốt đẹp mà chúng ta đang có, thông báo viết. Thông báo cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đã có các cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Vách Sắc Han, vào ngày 7 tháng 6 để giải thích quan điểm chính thức tới những người đồng cấp Việt Nam và Campuchia. Các bộ trưởng đồng ý rằng bất chấp những khác biệt nghiêm trọng trong quá khứ, chúng ta vẫn chọn con đường hợp tác, đối thoại và hữu nghị. Singapore cam kết xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam và Campuchia, đồng thời hy vọng rằng mối quan hệ này có thể phát triển mạnh mẽ dựa trên sự thẳng thắn và niềm tin. Thông báo của Bộ Ngoại giao Singapore kết luận. Trước đó, hôm 31 tháng 5, phát biểu tại đối thoại xanh Huy La và trên trang Facebook cá nhân, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã đề cập tới một số nội dung cho rằng Việt Nam đã xâm lược, chiếm đóng Campuchia. Trong bài viết trên Facebook nhằm gửi lời chia buồn sau khi cựu Thủ tướng Thái Lan Prem, tin siêu lơ non ra qua đời, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đưa ra thông tin, tướng Prem khi còn là Thủ tướng Thái Lan đã cùng các thành viên ASEAN, khi đó có năm nước cùng nhau phản đối việc Việt Nam xâm lược Campuchia và chống lại việc chính phủ Campuchia thay thế Khmer Đỏ. Ngày 6 tháng 6, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cũng đăng một bài viết trên trang Facebook để phản hồi những bình luận do người đồng cấp Singapore Lý Hiển Long đưa ra. Tuyên bố của ông Lý Hiển Long đã cho thấy lập trường của Singapore khi đó là ủng hộ chế độ diệt chủng và mong muốn chế độ này quay trở lại Campuchia. Tuyên bố của ông Lý Hiển Long cũng là một sự xúc phạm đối với sự hy sinh của quân tình nguyện việt nam những người đã giúp giải phóng campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng thủ tướng hun sen bình luận thành đạt theo stitch times nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất